Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay là một tuần nữa rồi các bạn. Chính xác là một tuần sau khi đàn cá con mình thu hoạch các bạn. Thì hôm nay để quay lại cho các bạn xem cái hồ cá cá bố mẹ nhà mình nó bây giờ nó còn có 4 con nha các bạn. Thì đợt mưa vừa rồi trong tuần á là hai con mái nó ra đi rồi. Giờ còn là hai con mái và hai con trống ha. Một con trống bố lớn, một con trống bố nhỏ và hai con mái nha các bạn ha, cùng thời với con trống bố nhỏ các bạn. Tính ra là cái hồ này đang còn 4 con các bạn ơi. Vừa rồi mưa quá nó mình thay nước cho nó rồi các bạn. Hai con mái nó túm lắc nó ra đi rồi. À, bây giờ để đi qua cái hồ cá con các bạn. Sáng mới cho nó ăn cám. Cám cũng tự chế thôi. Đây các bạn, cá con sau một tuần lễ. Tình hình là nó cũng còn khỏe lắm các bạn. Có che lại mấy cái giấy cắt tông các bạn. Sợ nó chết. Cá con thì nó yếu hơn cá bố mẹ ha. Thì bây giờ là hình như nó còn nguyên, chưa thấy chết con nào hết. Một phần mình cũng che lại các bạn. Tránh nước mưa nó vô nhiều. Cá con nó rất là nhạy cảm so với cái môi trường.